Thân ái kính chào toàn thể quý con dân của Chúa. Chúng ta vừa trải qua một tuần nữa đầy khó khăn, đầy thử thách trên cả đất nước của chúng ta, và đặc biệt ở tại thành phố Sài Gòn này, những ca lây nhiễm mỗi ngày mỗi gia tăng. Và tôi rất là cảm ơn Chúa vì tất cả quý con cái của Chúa đã cùng hiệp lòng cầu nguyện mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối cho đất nước này. Và tôi tin rằng lời cầu nguyện Chúa sẽ nghe nhậm lời, và Ngài sẽ giải cứu dân tộc của chúng ta và thành phố của chúng ta sớm vượt qua cơn dịch lệ này. Thưa Hội Thánh, có nhiều người đang thắc mắc Chúa ở đâu trong những tài khoản này. Điều này có phải đến từ Chúa hay không, hay là do con người? Và chúng ta tự hỏi, khi nào thì cơn đại dịch này sẽ chấm dứt? Cơn đại dịch này để lại bao nhiêu là những hậu quả? Có ích lợi gì cho chúng ta trong cơn đại dịch này? Dạ, rất nhiều thắc mắc, rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Có phải là Chúa không? Có phải là Chúa hay không? Và tôi mong rằng lời Chúa sẽ là câu trả lời cho quý vị. Tôi mong rằng lời Chúa sẽ đáp ứng những gì mà chúng ta đang thắc mắc. Và lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta vững vàng trong những ngày sắp tới. Và tôi rất mong quý vị, tất cả chúng ta đều sẵn sàng, đều chuẩn bị cho một ngày Thánh Nhật, dầu không được tập trung, nhưng mà chúng ta vẫn được thờ phượng Chúa qua online, thờ phượng Chúa tại nhà. Và sự hiện diện của Chúa sẽ ở đó quý vị, và lời Đức Chúa Trời sẽ là cầu giải đáp cho quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào Thánh Nhật ngày mai 27 tháng 6, sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa, cùng nhau ngợi khen Chúa và cùng nhau nghe lời của Đức Chúa Trời. Rất mong được gặp quý vị trong chương trình Thánh Nhật 27 tháng 6 với chủ đề Ấy là Chúa.